Hai qua có vách tuổi chế độ start kia được không? Bạn lái xe số rồi hồi đó mình nhá. Thank you so much. Let go. Okay, vào tư thứ hai. Let go. Slender ra xe ra. No.
Trong tên này thì các bạn sẽ phải đi tìm kiếm tất cả là 8 quyển sách. Và khi đủ 8 quyển sách thì các bạn sẽ hoàn thành được tập này, ok? Đây là một chiếc chìa khóa này. Khi đủ 8 quyển sách các bạn sẽ quay về vị trí ban đầu và ấn vào cánh cửa exit. Sau đó thì các bạn sẽ thoát ra khỏi đây. Trong đây thì có Slenderia, Granny và đứa con của Slenderia. Sau đó thì sẽ tìm những quyển sách và đây là tấm bản đồ. Các bạn đang ở đây thì khi các bạn đi xung quanh đây hết, sau đó thì các bạn sẽ exit để có exit ở đây rồi. Ok. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo, Slenderia. Chị đây. Let's go. Thank you.
Trong thời gian này các bạn sẽ đi xung quanh hết bên ngoài để tìm những tờ giấy, và sau đó thì khi tìm hết bên ngoài rồi các bạn sẽ tìm những gì bên trong. Ở đây thì mình đã tìm được 2 tờ giấy rồi. Tiếp theo các bạn sẽ đi xung quanh để tìm kiến thức. Ok, hết máu thì các bạn sẽ ăn vào mình máu ở đây, sau đó các bạn sẽ lại đề máu. Sẽ sang được cái tiếp theo. Hàn Tư Kian.
Okay. Let's go. OK, và tiếp theo là đường đó là bị hy sinh ngay, mà ở đây thì lại không hiện những con đường nào mình đã đi rồi. Vậy thì mình sẽ phải đi đường nào đây? Đi thẳng à? Đi thẳng nhá. Mình quay vào đây không? Oh my god, con đường này hy sinh. Con đường này chết đây, con đường này cũng đai này. Vậy thì con đường này. Ok, con đường này đã xong. Con đường tiếp theo. Oh, thành công rồi. Wow. Và tôi kết thúc chưa? Labyrinth vô công, khá là kinh dị.
không hiểu sao lại buộc vào mà nhưng mà bà ta vẫn cử động được. Ok. Xinh thế nhở? Đây rồi. Đây là E-pass. Đó là nơi khởi đầu. Okay, vào cái tiếp theo. Let's go. Segala lagi. Aduh, tukang tambah ban gak ada lagi. Sia. Eh, ada rumah. Không thấy hình ảnh đâu, mình sẽ vào lại xem như thế nào. Tối om luôn. Wow. Là gì sao studio? Play good. Talk to news. Tiếng của aduh, một chiếc xe máy. Mana bocor segala lagi. Đêm khuya nih. Aduh, tukang tambah ban gak ada lagi. Sia. Eh, ada rumah. Gue simpan di sini aja dah motornya. Ayo dong. Giới thiệu khá lâu. Ở đây ngoài trời. Và sau đó thì mình sẽ vào trong căn nhà.
excuse me. Kayaknya gak ada siapa-siapa. Lain như kiểu là game Thái Lan. Tiếng nói chuyện nghe rất là khó luôn. Chỗ nào của Thái Lan rồi. Sau đó các bạn sẽ đi xung quanh để tìm kiếm được món đồ. Tiếp tục đi tiếp. Ok. Rồi. Mình sẽ chuyển sang game tiếp theo. Zest Dinner.